hơn một năm Hiệp định Thương mại Tự do EU và Việt Nam đưa vào thực thi, nông sản Việt Nam đã để lại một dấu ấn đáng kể trong thị trường tiêu dùng của Pháp. Vào năm 2022, có thể coi là một năm thành công của nông sản Việt Nam tại thị trường Pháp. Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA có hiệu lực, hàng hóa Việt Nam nhập vào Pháp tăng trưởng mạnh. Bên cạnh thủy sản đông lạnh và những mặt hàng chiếm thị phần lớn, điều, cà phê, tiêu và gạo, hoa quả cũng đã được mở cánh cửa lớn để có mặt trên các siêu thị lớn của Pháp. Theo số liệu của Hải quan Pháp, chỉ tính đến đầu quý 4 năm 2022, cà phê của Việt Nam được nhập vào thị trường Pháp đạt gần 53 triệu euro, tăng 103% so với cùng kỳ. Tương tự, tính đến đầu quý 4, hạt tiêu của Việt Nam và Pháp đã tăng trưởng là 32% cho dạng hạt và 91% cho dạng say so với cùng kỳ năm 2021. Gạo và trái cây tươi là hai mặt hàng có sự thay đổi lớn tại thị trường Pháp so với cùng kỳ quý 4 năm 2021. Gạo thơm hạt dài của Việt Nam vào thị trường Pháp đã tăng hơn 80%. Điều đáng nói gạo Việt Nam trước kia chỉ có mặt tại các cửa hàng và hệ thống siêu thị nhỏ, nhưng gần đây đã đủ tiêu trần để vào hệ thống siêu thị lớn của Pháp, được bán cho 250 đại siêu thị. Cũng tương tự, rau và trái cây Việt Nam đã xuất hiện ngày một nhiều tại các siêu thị. Nếu trước kia chủ yếu là xoài và chanh leo thì nay đã có thêm nhiều chủng loại mới. năm cứ vào ngày 23 tháng chạp thì nhiều gia đình Việt Nam sẽ sửa soạn mâm cơm để cúng ông công ông táo. Hãy cùng Hồng Nhung đi tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của tục lệ này để biết thêm về nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt và sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên, cúng ông công ông táo vào ngày nào? Theo truyền thuyết dân gian Việt Nam, ngày đưa ông Công ông Táo về trời là ngày 23 tháng Chạp hàng năm, tức ngày 23 tháng 12 âm lịch. Vào năm 2023, cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng 12 năm 2022 âm lịch sẽ rơi vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Vậy nguồn gốc của tục cúng ông Công ông Táo là do đâu? Hãy cùng Hồng Nhung tìm hiểu. Lễ cúng ông công ông táo là một trong những lễ cúng quan trọng trong dịp trước Tết Nguyên Đán. Táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của lão giáo Trung Quốc nhưng được người Việt cổ truyền hóa thành sự tích hai ông một bà. Sự tích bắt đầu rằng Thị Nhi có chồng là trọng cao, tuy ăn ở mặn nồng với nhau tha thiết nhưng mãi không có con. Vì vậy dần già trọng cao hay kiếm chuyện dàn vặt vợ. Mỗi lần chỉ thấy một chuyện nhỏ, Cao gây chuyện thành lớn, đánh Thị Nhi và đuổi đi. Nhi bỏ làng lang thang đến một xứ khác và gặp được Phạm Lang, hai người phải lòng nhau và kết duyên thành vợ chồng. Về phần trọng cao, sau khi nguyên giận thì ân hận về hành động của mình nên đã lên đường tìm kiếm vợ. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hết gạo, hết tiền, trọng cao phải làm kẻ ăn xin dọc đường. Tình cờ trọng cao tìm xin ăn đúng nhà thị nhi, đúng lúc Phạm Lang đi vắng. Nhi nhận ra người hành khất đó là chồng cũ của mình nên mời vào nhà nấu cơm thiết đãi. Đúng lúc đó Phạm Lang trở về vì sợ chồng nghi oan nên Thị Nhi bền dấu cao dưới đống dạ sau sân vườn. Chẳng may đêm ấy Phạm Lang nổi lửa đốt đống dạ để lấy cho bón ruộng. Thấy lửa cháy, Nhi hốt hoảng lao mình để cứu chồng cũ ra. Thấy vợ mình nhảy vào đống lửa, Phạm Lang thương vợ cũng nhảy theo khiến cả ba chết trong đám lửa cảm động trước tình nghĩa của ba người nên ngọc hoàng đã phong cho làm vua bếp theo đó người chồng mới là thổ công trông coi việc trong bếp người chồng cũ là thổ địa trông coi việc trong nhà còn người vợ là thổ kỳ phụ trách trông coi việc chợ búa theo sự tích dân gian Việt Nam hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp là ngày táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Vì thế vào ngày này, các gia đình Việt thường làm mâm cơm để đưa ông công ông táo lên trầu trời trời. Và ý nghĩa của tục cúng ông công ông táo đó là ông táo là vị thần cai quản và hoạt động của gia chủ. Bên cạnh đó, ông còn ngăn cản sự xâm nhập của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Vì thế, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, táo quân lại cưỡi cá chép hóa rồng để lên thiên đình trình báo tất cả mọi việc làm tốt xấu của gia chủ trong một năm để thiên đình định đoạt công tội, thường phạt phân minh cho gia chủ. Cho đến vào đêm giao thừa thì táo quân mới trở lại hạ giới để tiếp tục thực hiện công việc trông coi bếp bếp lửa cho gia đình. Ngày ông Công, ông Táo từ lâu đã đi vào tiềm thức của người Việt. Vì thế, vào ngày này, người dân sẽ làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn tới các vị thần. Ngoài ra, đây cũng là dịp để mọi người trở về nhà để sum họp quây quần bên nhau trong một năm vất vả. Tục cúng ông Công, ông Táo là một nét đẹp văn hóa, mang nhiều nét tâm linh, hướng tới bình an cho người Việt. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp quý vị hiểu hơn về nguồn gốc, ý nghĩa của phong tục lâu đời này. và đến đây bản tin cũng đã kết thúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ ấm áp bên gia đình và người thân yêu còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại